cho con luôn hạnh phúc nhé. Trong cuộc đời chỉ yêu riêng mình con, làm mẹ thật khó, cũng lắm âu lo. Chọn cuộc đời chỉ yêu riêng mình con và sẽ không rời, mẹ vẫn bên cạnh con mãi. Tùy con thôi. Không, không có tùy con được. Có nghĩa là con nấu ăn cho mọi người thì phải mọi người thích thì con mới nấu chứ. À, mẹ thì đơn giản lắm, nấu cái gì cũng được. Không, vậy bây giờ chồng con thích ăn món gì ta, để con biết con suy nghĩ con nấu cho chồng con ăn. Vậy giờ con gọi điện thoại cho chồng con đi, hỏi coi là nó muốn ăn món gì, đi đi. Ờ ha, có nghĩa là giờ muốn biết chồng muốn ăn món gì thì mình gọi điện thoại mình hỏi chồng thôi. Ừ. Có gì đâu mà tự nhiên đi hỏi mẹ. Nãy giờ nghĩ không ra luôn á trời. Alo, anh nghe. Alo, anh ơi, hôm nay anh muốn ăn món gì vậy? Để em biết em nấu nè. Em nấu món nào cũng được. Món không. Nào cũng ngon nên tùy em nha. Không, anh không, không. Đây em. Không, alo. Ủa, dạ, nó ăn gì? Cuối cùng là cũng không biết ăn cái gì luôn. Ủa, giờ không ai nói gì sao biết được đâu nấu ta. Ôi, người nhà nhau không à. Con nấu món gì mà không được, cái gì mà đơn giản. Mà con yên tâm đi, con kho quẹt á, nó ăn nó cũng khen ngon. Không, có nghĩa là bây giờ con phải nấu một cái món nào đó nó mới mới lạ lạ cho nhà mình ăn. Chứ bao nhiêu cái món kia là nào là trứng chiên rồi thịt kho hột vịt rồi là gà kho sả ớt là nó bình thường lắm rồi. Mà con hỏi mọi người cũng không ai nói hết trơn á. Bây giờ vòng có nhiêu đó là mọi người ăn sẽ ngán. Ngán đâu. Mà mình vui là gì cũng được đó, mình đâu có cần phải ăn mà cao lương. Không, không được, phải là một cái món mới chứ bây giờ mà xài quần mấy cái món cũ là không có được. Ê, cái món này rất là đẹp mà nấu nó cũng đặc biệt nữa, mà nhìn vô là thấy hấp dẫn liền, thú vị liền. Mẹ con đi siêu thị chút xíu nha. Con có cần mẹ đi theo để phụ giúp xách đồ rồi cho con? Không, con đi một mình được rồi. Mẹ con đi chút xíu con về liền nha. Món gì? Không, bí mật. Công nhận con dâu mình càng ngày nó càng tiến bộ. Quá trình phát triển của nó rất là đều đặn. Dâu con hả? Nó bỏ muối vô. Món gì vậy mẹ? Đường. Nó bỏ đường. Bỏ đường, chứ phải muối nha. Đường. Món gì hả con? Nó không trả lời. Con nghĩ chắc là món tay tay gì đó đây nè. Phải không? Bàn dao nỉa bàn quá trời quá đất kìa ba. Phải không? Đó, dạ, món tay tay nè. Mời mọi người cả nhà mình vô ghế ngồi đi. Rồi con xong rồi, con mừng món ăn ra nha. Vô chợ là tới giờ ăn. Dạ, ngon. Ngon thiệt hả? Ừ. Đi vô. Dâu mình nó kêu mà mình đi. Chờ ăn hả? Rồi, chờ ăn. Đêm nay mà không có cái tô mì này là coi như nó rột rẹt cái bụng, nó kêu ó ó không ngủ được. Phẻ quá phẻ. Phải rửa chứ, rửa sạch sẽ. Không ai biết. Trời ơi, chưa bao giờ mà thấy tô mì gói nó ngon như ngày hôm nay. Đã quá. Rồi. Phải tìm cái chứng cớ thôi. Không thôi bị phát hiện sao. Hên quá, ngủ hết rồi. Sự may mắn đến với trong đời ta còn một gói mì. Đói quá đói. Nãy giờ sáng sớm mà mình rồi ăn có kỳ, rồi ăn phải đành phải ăn trái cây rồi đồng hồi chờ ăn chung, giờ phải giấu liền, phải dẹp liền cho người ta biết. Ai
thiệt à. Sao vậy ta? Hôm qua mình ăn có một gói, sao giờ tới ba gói? Mình ăn dữ vậy trời. Dòng sao vậy? Dòng lại đi, chúng ta nó xuống, chết luôn á. Kỳ vậy ta? Hôm nay mình bị mộng vô. Nó ăn có một gói không mà. Trời ơi, ghê không ai biết được. Nó biết, rồi cả nhà biết mắc cỡ chết luôn á. Trời ơi, mình ăn ba gói mì. Mẹ. À con. Con. Mẹ ăn trái cây hả? Không có, không có, mẹ không ăn. Mẹ gọt, mẹ cất tủ lạnh xong rồi mình ăn uống rồi no say rồi mình mới ăn trái cây chứ ai đâu ai từ sáng sớm ăn trái cây. Ồ, tuổi đó mẹ sáng sớm mẹ ăn trái cây chứ. Không có đâu. Mẹ ăn sáng rồi nha. Con ơi. Dạ. Thấy con vui vẻ quá, chắc có lẽ là ngày hôm nay nhà mình được ăn ngon ha. Dạ. Nếu hôm nay con đi chợ đó, con cho mẹ theo với nha. Ồ, hôm nay con đâu có đi chợ mẹ. Rồi ở nhà bữa nay ăn gì? Ôi mẹ, mẹ đừng cứ lo, con đã order. Có người một lát tới giờ ăn người ta sẽ đem đồ ăn lại nhà cho mình nha. Không cần phải đi chợ nữa. Trời ơi, hôm nay con dâu tôi nó chơi sang quá ta. Đồ ăn cũng đặt mang tới tận nhà luôn. Chắc hôm nay được ăn ngon. Trời ơi, bù lại hôm qua tối quá. À, vậy hả con? Dạ. Chắc có lẽ là đồ ăn ngon á. Dạ, ngon hơn con. Dạ. Mẹ. Ủa, mẹ bị gì vậy? Bị đó. Hả? Bị gì đó? Gì mẹ? Là trời ơi. Mình hả? Sao thấy mình quể quải, hình như là thiếu nhựa sống vậy. Mẹ ơi, hôm nay con thấy mẹ tụi tỉ lắm đó nha. Tỉ gì? Da mặt sần sùi kìa, như nổi mụn kìa. Không tin hỏi ba coi. Có nổi mụn không? Bà cho tôi nói thật không? Mày nói đi. Hình như là con mình nó thấy đúng đó. Đúng rồi. Nó mụn hả? Hình như dạo này em ăn đồ nóng nhiều phải không? Tao ăn có gói mì chứ mấy. Không. Con đâu có mẹ ăn nè. Bậy. Mẹ nói nếu như mẹ ăn mì gói thì mặt mẹ mới nổi mụn đâu. Cha con mấy người ăn đó. Không có. Mì gói nào? Cái gói nào? Con biết là mì gói nha. Không bao giờ ăn mì gói. Con ăn là có lý hơn bà. Ăn thì có đó. Bà. Hình như cha con mấy người ăn mì gói đúng không? Không có mà, con ghét mì gói lắm. Con ăn phở hủ tiếu bánh canh chứ con không bao giờ con ăn mì gói. Bà biết cái tánh của tôi rồi, tôi không thích ăn mì gói. Ông mì gói nè, đúng không? Mẹ ơi, con nghe cái gì thoáng mì gói vậy? Không hề có. Không có thôi, làm dữ vậy? Ăn mặn với bà, thằng này có ăn à. Mặt mày nó sần sờn cơ. Mồm đó nó mồ hôi mồ kê nó đổ ra rồi. Trời ơi, nóng nực mới đổ mồ hôi. Có nóng rồi. Nóng là nóng cái khác chứ phải ăn mì gói nóng. Có nóng người ta cũng không đổ mày đâu. Có đồ ăn rồi. Có đồ ăn rồi hả em? Ê, hôm nay em cho cả nhà mình ăn đồ ăn của nước Anh nữa hả em? Ố chồng sai quá. Ăn nước Anh hoài ngán lắm chứ bộ. Không ăn lại nước ngoài nữa. Nước Nga nha. Cả nhà mình ơi. Dạ, con xin trân trọng giới thiệu với cả nhà mình. Đây là món salad Nga nổi tiếng thế giới. Mời cả nhà mình ăn. Ê mà khoan. Trước khi ăn, con xin mời cả nhà mình nghe một đoạn nhạc Nga thật là lãng mạn. La la la. Cả nhà mình thấy sao? Bà thấy gì không bà? Thấy gì đâu? Bỗng dưng hôm nay tuyết đổ hơi nhiều đó bà. Em cảm thấy lạnh lẽo quá. Anh tự nhiên toát mồ hôi. Hả? Chắc có lẽ là anh bị lạnh rồi. Để anh lên lầu
mặc thêm áo ấm. Gì? Ba ơi, đi ngắm tuyết kìa ba. Bà ở đây nghe. Bà ở đây ăn cái salad cho nghe. Vậy con với mẹ ăn. Ủa cái này ơi. Dạ. Ừ. Khi nghe bài Cây Cô Sa ăn món salad nha, bỗng dưng mẹ nhớ cái phim mà ngày xưa mẹ hay coi là Moscow không tin vào những giọt nước mắt. Chắc có lẽ mẹ lên mẹ buồn quá, mẹ mở mạng mẹ coi lại. Không mẹ, vui mà mẹ. Vậy cuối cùng là sao? Hôm nay cả nhà mình du lịch tới nước nào nữa rồi hả em? Ồ, hôm nay em sẽ đưa cả nhà mình đi du lịch đến ẩm thực của nước Mỹ. Con ơi, như vậy mình đã đến Hoa Kỳ rồi hả con? Dạ. Mình ăn toàn rồ tây không à, như vậy khỏi tốn tiền sửa lỗ mũi. Trời ơi, con thấy cả nhà mình khen con hoài như vậy á, con cảm thấy rất là ngại luôn á. Trời ơi, nhìn mặt cả nhà mình ai cũng thích như vậy á, con cảm thấy con có lỗi lắm luôn á. Tại sao con lại ngốc đến như vậy, con không thay đổi ngay từ ban đầu. Bây giờ là mỗi ngày con sẽ cho nhà mình ăn một món ở một nước khác nhau. Con đã ra một cái list dài ơi là dài rồi. Bây giờ cả nhà mình sẽ cùng nhau thay đổi nha. Mọi người cứ từ từ thôi. Mỗi ngày sẽ là một món, một ẩm thực khác nhau. Yêu gì, thích quá. Ba, con hả? Làm hết hồn luôn á. Ba hết hồn rồi. Ba làm cái gì? Không có gì, ăn hết trơn rồi. Con không vậy nữa. Thôi quá, ăn đồ thay thôi quá. Sao bây giờ? Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ! Cái gì vậy? Hết hồn. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi, lũng lột tim ra ngoài nè. Hai người làm gì vậy? Đói quá, xuống kiếm ăn gì cho chứ không có sĩ diện nữa. Chồng ơi, chồng ngồi đi chồng. Chồng ơi, chồng sao vậy? Có chuyện gì vậy chồng? Anh rất là khỏe, không sao đâu. À, ba. Mẹ mẹ. Để tôi. Ủa sao hôm nay con thấy mọi người cứ uể oải mà mắt ai cũng thâm quầng như là panda vậy? À đúng rồi, sẵn đây con muốn gia đình mình có một cái cuộc họp gia đình nhỏ đó, là con muốn thăm hỏi ý kiến của mọi người là ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì. Con đưa ra một vài những cái option cho mọi người lựa chọn nha. Món Anh, món Mỹ, American. Món món Pháp, Paris Saint-Germain, món Đức, món Nga, ngay cả cái món mà khó nhất là cái món Hy Lạp con cũng làm được luôn. Cả nhà mình muốn ăn món gì là con chiều món đó. Thiệt không? Thiệt. Món Việt Nam. Phải lo ấy thế mà nhà vợ tôi vượt qua suốt 9 tháng 10 ngày, gia đình ai cũng nôn nao, công việc chỉ mới là bắt đầu. Từng ngày chờ mong đứa bé, ôi sao mẹ thấy nôn nao. Khi nào con ra đời thế, mẹ mong muốn thấy con yêu. Khi con yêu khôn lớn từng ngày, mẹ đây ước mong con luôn. Em
mong cho con luôn hạnh phúc nhé.